Vâng, xin kính chào toàn thể mọi người nhá. Ô tô cũ Hải Phòng xin kính chào quý khách rất là nhiệt huyết và chào mừng quý khách đến với cửa hàng ô tô cũ của em. Em tên là Tuấn Anh, Hải Phòng. Năm nay 32 tuổi. Vâng. Chuyên mua bán, cung cấp, kinh doanh, ký gửi tất cả các dòng xe mới về tại cửa hàng bên em. Hôm nay thì định là hôm qua em mới quay tổng thể rồi thì hôm nay em định là không quay nữa. Nhưng mà thôi, vì cái công việc nghề nghiệp của em thì thấy ai thấy buồn buồn ngồi chơi lại phải quay. Vì hôm nay nó có một chiếc xe Matiz có rẻ có năm mấy triệu mới về. Thì với lại một chiếc xe Cherokee 39 triệu thì thấy ở đây thì em quay luôn cho mọi người. Hôm nay em chỉ quay xe 5 chỗ thôi các bạn nhá, số sàn số động từ 39 triệu trở lên. Vâng, đầu tiên đây là một chiếc xe mới ra cửa hàng đây. Là một chiếc xe Kia Morning SLX 2010. Đăng ký lần đầu 2011, số tự động, xe nhập khẩu, bán 225 triệu. Vâng, một chiếc xe Kia Morning chính chủ biển Hải Phòng đi rất là đẹp luôn. Hơn 200 triệu. Vâng, thì quý vị anh chị và các bạn nào quan tâm về tất cả các dòng xe bên em thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 0816662386 nhá. Bên đây nó có một cái giàn nữa này. Đấy, nó từ vào tầm 2, 4, 6, 8, 10, hơn 10 chiếc. Thôi chúng ta đi quay ở cái giải này trước nhá. Đầu tiên đây là một chiếc Hyundai i30. Xe thì sản xuất năm 2009. Trang bị hộp số tự động máy 1.4. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, Sera hatchback của đầu 5 chỗ ngồi. Nhưng mà hatchback của nó khá là rộng các bạn này. Khá là rộng. Các bạn muốn xem chiếc xe 39 triệu hay là muốn xem chiếc xe 52 triệu thì chờ Tuấn Anh một chút nhá. Xem video của Tuấn Anh thêm vài phút nữa thì các bạn có thể thấy được chiếc xe đấy. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán là 298 triệu. Tiếp theo là một chiếc xe Chevrolet Aveo 2017. Xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.4, xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, biển Sài Gòn. Con này hiện tại bên em đang bán là 258 triệu là. Hôm nay em quay nhanh thôi, báo giá nhanh thôi vì cái dòng xe này thì ngày nào các bạn cũng xem rồi. Đấy. Một chiếc xe này Urgenta 2009, số sàn, máy 1.5, tư nhân chính chủ, biển Thái Bình, một chủ từ đầu. Con này thì xe gia đình, không taxi dịch vụ, 3 tháng kiểm đến tháng 3 năm 2022. Với giá tiền hiện tại bên em đang bán sập sàn chỉ còn 152 triệu các bạn nhé. Bên em bao rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc, 152 triệu. Tiếp theo là một chiếc Daewoo Lazetti, xe nhập khẩu, sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc, bản số hộp số tự động, máy 1.6, biển Hải Phòng, màu xanh đá. Con này bán 255 triệu, biển 15A22030. Và Daewoo Lazetti 2010, một chủ từ đầu, biển Hà Nội, cũng màu xanh đá, 270 triệu đồng. Vâng, Fiat đây, Fiat 50 đây các bạn này, 50 nhá. 50 các bạn yêu ngay không? 50 Fiat 203, máy 1.3, quá bền, quá lành, quá tiết kiệm luôn. Biển Thanh Hóa, số sàn. Tiếp theo là một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, bản Evo, máy 1.5. Con này thì hiện tại bên đang chào bán với giá là 195 triệu đồng. Một chiếc Corolla Atit 2008, số sàn, máy 1.8, biển 92A11457. Đấy, con này tư nhân chính chủ, biển Quảng Nam. Con này bán 260 triệu đồng có bớt. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Daewoo Gentra 2008 này, số sàn, biển Hà Nội này, máy 1.5, biển Hà Nội này. Con này bán 146 triệu. Và một chiếc Chevrolet Aveo 2016, số sàn 1.5. Con này tên tư nhân, biển Hà Tĩnh. Con này thì bên em đã rút hồ sơ rồi và chỉ bấm biển vào tên thôi. Giá rất rẻ, chỉ có 240 triệu đồng thôi, đời 2016, máy 1.5. Vâng, tiếp theo đây, đây xe mới về đây, 39 triệu nhá. 39 triệu thì có con Cherokee 209 này, tên tư nhân, biển Bắc Giang, số sàn 0.8. Cherokee tập lái tránh mưa tránh nắng, 39 củ cho anh em nào tập lái tránh mưa tránh nắng này. Đấy, Ford Matiz. Hay là anh em chuyển sang con Matiz mới về đây. Đấy, xe của cán bộ luôn nha. Biển 12, quá đẹp luôn, keo chỉ zin. Đấy, Matiz mà em khẳng định keo chỉ zin thì các bác biết là xe nó đẹp thế nào rồi đấy. 52 triệu 205 bản SE, tên tư nhân. Đấy, khá là ok luôn. Anh em là chốt nhanh thì còn, mà chốt muộn thì hết nhá. Với chiếc Matiz này em đảm bảo và khẳng định luôn là chốt nhanh thì còn, chốt muộn thì hết này. Đấy, 52 củ. Xe thì máy cực chất luôn, đăng kiểm dài, keo chỉ zin. Tiếp theo thì con này có video riêng rồi nhá. Anh em thích thì kết bạn Zalo cho em gửi cho các bạn video riêng. Ok, K3. K3 214, số sàn 1.6, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Đấy, số sàn các bạn nhá. Con này thì đẹp, thì nói chung là không phải bàn rồi. Không phải bàn được chất rồi. Đẹp rồi. Con này thì hiện tại bên em đang bán 379 triệu này, biển Hải Phòng.
Actra, Actra rẻ hơn một chút, Actra 2017 này. Mitsubishi Actra 2017 số tự động, máy 1.2 nhập khẩu của Thái Lan. Con này thì quá ok rồi, con này thì hiện tại bên em đang bán có 355 triệu thôi, có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển nhá. Đấy, ngoài những cái dòng xe 7 chỗ thì 5 chỗ thì 7 chỗ nhà em rất nhiều nhá, nhưng mà video này thì em không quay 7 chỗ nữa. Anh em thích thì các bạn Zalo với em sẽ gửi cho các bạn những cái chiếc 7 chỗ mà bên em có cả video tổng hợp 7 chỗ luôn. Và tiếp theo là một chiếc CDX 2010. Ô, con này màu đen này các bạn này, biển Hải Phòng nhá, 255 triệu CDX bản số tự động, nhập khẩu, máy 1.6, bản đủ cửa lock đèn start top. Đèn auto, gạt mưa auto. Đó, con này nhá. Con Kia Sedato 2000 Kia Sedato này sản xuất năm 2009. Máy 1.6, xe nhập khẩu số sàn. Con này hiện tại bên em đang bán 230 triệu. Đấy, 230 triệu Kia Sedato 2009 nhá. Đấy. Ok luôn. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent 2011 số tự động, máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hải Phòng màu trắng. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá tiền là 345 triệu này. Bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển nhá. Cảm ơn tất cả mọi người này. Mọi người hãy đăng ký và like kênh trực tiếp cho em này. Chính chủ biển Hải Phòng luôn, đời 2011 số tự động. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent 2018 số sàn này. Vâng, Accent thì các bạn biết rồi, một trong những phân khúc mà đang thịnh hành nhất tại Việt Nam luôn. Hyundai Accent số sàn bản đủ. Con này hiện tại bên em đang bán là 395 triệu, 398 triệu đấy này. Màu đỏ nha các bạn nhá. Đấy, quá ok luôn. Đấy, số sàn 1.4. Đấy, quá đẹp luôn. Một chiếc Accent 2018 nha các bạn nhá. Hay là cô lạ quên, Kia Jeep này. Con Kia Jeep này thì sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc, đời 2002. Máy dầu 2.0 turbo, 2 chỗ ngồi, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là bao nhiêu ạ? 155 triệu nhá. 155 cổ này. 155 cổ các bạn đã sở hữu ngay trước Kia Jeep 2 chỗ ngồi, nhập khẩu sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Honda Civic này các bạn này, Honda Civic 2008 này. Số tự động, máy 1.8, một chủ từ đầu, biển Quảng Ninh này, 14L3995. Con này thì quá đẹp luôn. Civic thì một trong cái dòng xe khá ok. Xem qua cái nội thất một chút nhá. Riêng con này phải xem qua nội thất vì nó đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Con này bán 269 triệu. Ôi giời, nội thất màu kem đẹp miên man, màn hình âm thanh quá hay. Đẹp miên man luôn, 269 triệu. 1.8 số tự động. Đấy, Honda Civic một trong dòng xe nổi tiếng luôn, một dòng xe rất là bền luôn. Đấy, con này đẹp quá, phải xem qua nội thất cái. Toyota Vios 2010 số sàn, máy 1.5. con này bản Nimo lưng full biển Linh Bình. Con này lưng thì từ màn hình cam lùi, cam hành trình. Đấy, màn hình Android, đèn bi salon siêu sáng biển Linh Bình. Con này bán 199 triệu này. Daewoo Lazetti 2008 số sàn, máy 1.6, xe gia đình chuẩn chỉnh 100% này, biển của tỉnh Phú Thọ này. Con này thì không có đâm đụng tai nạn này. Đấy, và quần xuất sát tuyển sơn không tránh được này. Con này hiện tại bên em đang bán 146 triệu này. Corolla Atis này thì sản xuất năm 2008 này, form 2009, số tự động, máy 1.8, xe gia đình một chủ từ đầu này. Đấy, con này bán là 345 triệu này. Con này thì em nhận cọc rồi, là mai thì khách sẽ lấy xe luôn này. Daewoo Venza 2008 số sàn, máy 1.5, tên tư nhân, biển Hải Dương màu bạc này. Con này nội thất thì rất là đẹp luôn, xem qua cái nội thất này. Con này 128 triệu các bạn nhé. Đấy, có bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển nhá. Đấy, nội thất như hoàng cung luôn này. Đấy, tắp lô tắp ly rất sạch chân lý nguyên bản, nội thất rất ok. Hyundai i10 này, Hyundai i10 2016 số sàn 1.2, sedan 2 đầu, bản đủ, xe gia đình, 298 triệu. Kia Forte 2009 đăng ký 2010, bản SLI số tự động, bán 309 triệu đồng, bản đủ nhá, nhập khẩu nhá, bản SLI luôn. Hyundai Getz 2009 bản đủ này, xe gia đình một chủ từ đầu này, biển Hà Nội này, bán 179 triệu. Toyota Vios 2011 bản số tự động, biển Hải Phòng màu vàng cát, tên tư nhân, đăng kiểm tháng 5 năm 2022, bản G nhá, 315 triệu. Toyota Vios 2015 số sàn 1.3, bản G, lâm phun, biển Nam Định, tên tư nhân, đăng kiểm dài, này bán 299 triệu. Chevrolet Cruze 2010 hộp số tự động, máy 1.8, tên tư nhân, biển Lào Cai, sơ si màu đỏ, đăng kiểm dài tháng 1 năm 2022, 275 triệu. Kia Morning 2018 một chủ từ đầu, máy 1.25, xe đẹp, nguyên zin cả con, sơn zin, biển Hải Phòng, một chủ từ đầu, xe không taxi dịch vụ, chạy chuẩn 9 vạn, đời 2018 nhá. Con này hiện tại bên em đang bán 245 triệu. Daewoo Gencha 2010 165 triệu số sàn 1.5. Hyundai Accent 2013 số sàn 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 17 của tỉnh Thái Bình, 318 triệu đồng.
Chevrolet Aveo 2015 phiên bản số sàn. Đấy, trang bị động cơ là 1.5 tên tư nhân biển Yên Bái. Con này hiện tại bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. 228 triệu đồng các bạn nhé. Chevrolet Aveo 2015 số sàn. Kia Morning 2018 số sàn 1.25, một chủ từ đầu biển Quảng Ninh, con này cũng bán 245 triệu đồng. Con này lên được la lan đúc rồi các bạn nhé, đang kiểm dài. Gencha này thì em đang chờ rút hồ sơ. Vâng, đây là nhà bếp của cửa hàng bên em đang dán đậu nha các bạn nhé. Đấy, đầu bếp. Anh em hôm qua mùa dịch thì có ăn đậu thôi. Đấy, các bạn phải thấy. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2016, số sàn 1.3, chính chủ biển Hải Phòng, không khoan đục. Con này hiện tại bên em đang bán 301 nhá. 301 này. 2 là Mazda 3 2009 số tự động, máy 2.0, bản full clutch biển Hà Nội, màu trắng xịn, biển 29A80727. Con này bán 322 triệu này. Hyundai Grand i10 form mới đời 2017 số sàn, máy số tự động, máy 1.2, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, xe rất là đẹp và cứng, xe đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022 nhá. Hộp số tự động, máy 1.2, biển Hải Phòng, xe của quân nhân đi, xe của một anh một bác cán bộ làm ở tổng cục 2 Hà Nội. Đấy, người ở Tiên Lãng Hải Phòng. Đấy. Mua về nhưng mà do công tác nhiều quá không đi thì bác để lại cho em. Con này đời 2017, xe zin 100%, 360 triệu đồng. Đấy, i10. Form mới rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, form mới này. Ok luôn. Toyota Vios 2014 số sàn bản E. Tên tư nhân biển Hải Phòng, đăng kiểm dài, bản E, xe gia đình 1.5. Con này bán 325 triệu đồng. Toyota Vios 2011 số sàn bản Nimo 1.5. Con này biển Lào Cai, sơn xịn màu vàng cát, đời 2011. 11 đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Con này hiện tại bên em đang bán 205 triệu đồng các bạn nhé. Màu vàng cát này, số sàn 1.5. Đấy, quá đẹp luôn, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây là cái kho của nhà em này, các bạn thấy đây. Đồ đạc, bình ắc quy, sạc điện đầy đủ hết này. Đấy, các bạn thấy, một chiếc Vios. Hay là một chiếc Gencha X sản xuất năm 2009. Số tự động, máy 1.2, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội. Con này bán đủ cửa lóc, số tự động, máy 1.2 và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 235 triệu này. Hay là Hyundai Accent số sàn 2015. Hyundai Accent số sàn 2015 biển 34A29857 Accent Blue. Con này hiện tại bên em đang bán là 358 triệu đồng. Đấy. Hay là Hyundai Grand i10 2014 số sàn bản đủ xe gia đình. Tên tư nhân biển Hải Phòng. Đấy, đang kiểm dài. Bản đủ số sàn 1.0, con này bán 225 triệu các bạn này. Và tiếp theo là một chiếc Hyundai Accent 2012 số tự động, máy 1 loá quá. 355 triệu này. Hyundai Accent các bạn này. Nó hơi loá quá, em né ở đây, nó là màu xanh da trời biển Hải Phòng. Đời 2012, số tự động 1.4 nhập khẩu các bạn nhé. Hyundai Getz 2010 số sàn bản đủ nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội, màu đỏ. Con này hiện tại bên em đang bán là giá tiền là 168 triệu nha các bạn nhé. Hay là Kia Morning 2016 một chủ từ đầu biển Hải Phòng này. Đấy, 25346, 23456 này. Đấy, con này hiện tại bên em đang bán là 238 triệu, một chủ từ đầu, máy 1.25. Ok luôn các bạn nhá. Zin 100% luôn, một chủ từ đầu. Đấy, Mazda 3, Mazda 2X sản xuất năm 2014, một chủ từ đầu, hộp số tự động, máy 1.5, biển Quảng Ninh, màu đỏ, xe rất đẹp, không lỗi, máy zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin. Con này hiện tại bên em đang chào bán giá là 338 triệu đồng rồi. 338 triệu đồng, nội thất ghế da nguyên bản nhá. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe đầy đủ hết. Đấy, Hyundai Getz 2008 số sàn, máy 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, bán 136 triệu rồi, rẻ như bèo. Anh em quan tâm không ạ? 136 triệu. Audi A6. Audi A6 2006 và đang bánh lần đầu 2009. Đấy, con này thì nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Đức, được trang bị động cơ V6 2.4. Đấy. V6 2.4. Và con này hiện tại bên em đang chào bán với giá tiền là bao nhiêu nhỉ? 338 triệu. Đấy, một chiếc xe hạng sang luôn. Phân khúc xe hạng chả biết hạng gì luôn, nhưng mà nó là một chiếc xe hạng sang, 338 triệu nhá. Đấy, máy 2.4 V6 cực chất luôn. Nói chung là chất thì không phải bàn. Đấy. Wigo, Toyota Wigo 2018 số sàn 1.2. Xe thì nhập khẩu nguyên chiếc của Indonesia, màu đen, một chủ từ đầu, biển Lạng Sơn, đang bán 285 triệu đồng có bớt. Tiếp theo thì ở trong đây còn mấy mẫu xe nữa này. Mọi người mà đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe nào, 5 chỗ hay 7 chỗ hay 2 chỗ hay là vài chục hay 3 chục hay 4 chục thì hãy liên hệ ngay cho tôi anh nhé. Hyundai Getz 2010, 175 triệu đồng, số sàn, bản đồ. Đấy.
và Hyundai i10 số tự động 1.0 đời 2015, chính chủ biển Hòa Bình, 28A03245 02345. Đấy. Con này thì hiện tại bên đang bán là 335 triệu đồng. Đấy, 335 triệu đồng. Vâng, rất nhiều các dòng xe rẻ tiền. Đấy, 30 rồi là 39 triệu rồi là 50 triệu, 52 triệu nhiều lắm. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.